bé Vũ Gia Khang 4 tuổi với biệt danh là Bùn. Đồng hành cùng cha là nhạc sĩ Vũ Minh Tâm. Chào mừng hai cha con đã đến với chương trình Cha Con Hợp Sức. Hãy chuẩn bị hành lý và lên xe của chương trình để đi gặp đối thủ của mình. Yeah, hôm nay mình sẽ đi sở thú. Có thích không? Ok. Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm. Tóc bà trắng như mây. Cháu yêu bà, cháu nắm bàn tay. Thì cháu vâng lời, cháu biết bà vui. Chưa tới luôn. Trời ơi, bài hát bài ngắn quá, bài hát bài dài ra. Hay hát bài... Thấy chưa? Hồi nãy Bùn mới nói hát hai bài đi mà con mà cũng không nghe. Con có quyết tâm không? Con có muốn chiến thắng không? Muốn vượt qua bạn đó không? Vậy bây giờ mình quyết tâm nha. Yeah. Bé Nguyễn Hải Tường Minh 4 tuổi có biệt danh là Si Chum, đồng hành cùng với cha là nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Ba đi chơi vui nha. À, chào em. Ba chào em. Hai. À, ai đây? Bùn. Em Bu, bạn Bùn. Không. Chú Tâm chào Sì Chum. Yeah. Hai bạn này là chơi với nhau trước rồi. Hai bạn này biết nhau từ lúc mới sinh rồi. Hey, hi-fi. Hồi nãy sao chị Trâm tới lâu vậy? Bởi vì thay đồ lâu lắm. Ok, giờ mình đi chơi, đi sở thú nha.